Xin chào anh chị, hiện tại tôi đang đứng ở đây là ngay cuối cụm công nghiệp của Tân Tiến 1, Tân Tiến 2 anh chị ha. Đó, cái khu vực đất này đây này, đất đây này là của cụm công nghiệp Tân Tiến 1, Tân Tiến 2 này. Còn đây là cái đại lộ với tôi quay ở ngoài ấy. Tôi quay ngoài đầu là đầu đại lộ thôi. Đó, đây là cuối đại lộ để đấu ra tuyến số 2, để đấu ra tuyến số 2, tuyến số 2 bên kia. Thì bây giờ tôi cùng anh chị ra tuyến số 2. Còn đây là cái trụ sở của chủ đầu tư Thành Phương này. Đó anh chị ha. Còn bên này là cái khu nông nghiệp công nghệ cao của chủ đầu tư Thành Phương luôn anh chị nhá. Đấy, đây là trụ sở của Thành Phương này anh chị theo ạ. Đó, đây là ban quản lý khu công nghiệp nhé, ban quản lý khu công nghiệp Thành Phương. Đó, anh chị ha. Đó, sau này các nhà đầu tư, nhà sản xuất, các công ty nhà máy sản xuất ấy, vào đây thuê đất thì đi vào cái trụ sở này anh chị ha, khá là đẹp anh chị ha. Rồi tôi đứng lên một cái độ cao rất là cao để nhìn về tuyến số 2. Tôi xin phép tắt xe nhé. Đây, đó bên kia là tuyến số 2 này. Cái view này rất là đẹp luôn. Đó anh chị nhá. Đó bên đó là tuyến số 2. Anh chị theo không ạ? Thường thường anh chị hay thấy tôi quay từ tuyến số 2 tôi quay về cái khu nông nghiệp công nghệ cao này. Đó anh chị nhá. Đó, đây là khu nghiệp nông nghệ cao này. Anh chị ha. Đó, bên này là trồng nông nghiệp thôi, rau củ quả gì đó. Anh chị ha. Đây là cụm công nghiệp Tân Tiến. Còn bây giờ thì mình ra tuyến số 2. Quá tuyệt vời luôn anh chị ha, cực kỳ tuyệt vời luôn, đẹp quá. Cách đây khoảng 3 năm trước thì tôi không tưởng tượng là cái vùng đất này nó sẽ như vậy luôn anh chị ạ, tôi không tưởng tượng được luôn á. Bây giờ thì đúng là người ta nói là không có gì bằng tiền đúng không ạ, có tiền là người ta làm đẹp ngay, đúng không? Săn núi và lấp biển luôn anh chị ạ. Đó. Rồi tôi xin phép tôi đi theo cái bờ tường của khu nông nghiệp công nghệ cao Thành Phương này, tôi ra tuyến số 2 anh chị ha. Đó. Wow, đẹp quá. Tuyến số 2 là một tuyến chính anh chị ha, để vào khu công nghiệp BKMX Đồng Phú nhá. Trời ơi, thằng BKMX Đồng Phú sau này mà nó làm nữa thì ta nói không có gì bằng luôn. Nhiều khi nhiều khi tôi làm video tôi hay bị cảm xúc anh chị. Hay bị cảm xúc là do những con đường mới, những dự án mới làm cho tôi cảm xúc anh chị. Nhiều khi không nói thành lời luôn. Hay nói vui với anh chị như vậy, anh chị hết sức thông cảm nhá. Nên là nhiều anh chị cứ xem đất mà cứ xem video xong là bình luận mình chưa đến xem đất á. Nên là cảm xúc nó không bằng tôi bây giờ đâu anh chị ha. Nên thông qua những cái video của tôi rồi mình lên đây mình xem đất, mình cảm xúc, đảm bảo là cảm xúc của anh chị cũng như tôi bây giờ thôi. Một cảm xúc rất là tuyệt vời anh chị ha. Rồi, trước mặt anh chị là tuyến số 2. Wow, hôm nay hạ này, hạ cốt xuống tận đây này anh chị. Tôi xin phép tôi đứng ở tìm đường đi. Đây tìm đường. Đó, đây là tuyến số 2 này. Trời ơi, anh chị ơi, sau này sau này cái tuyến số 2 này nó là một cái cổng chính để đi vào khu công nghiệp BKMX Đồng Phú anh chị ha. Đấy, vừa tôi cái video trước ấy, tôi có quay là một cái đường chính để đi vào cụm công nghiệp Tân Tiến thì nó chỉ bằng một cái làn này thôi, Nhưng đây là cái đường tuyến số 2 là cổng chính để vào khu công nghiệp BKMX Đồng Phú thì nó to gấp đôi cái cụm công nghiệp kia, anh chị thấy không? Vừa nãy là nhìn đã hoành tráng rồi, sang đây còn hoành tráng hơn nữa anh chị ha. Đó, bây giờ mình quay vào hướng nha, vào khu nhá. Còn đây là ra DT41 này. Sau này ngoài DT41 nó sẽ là một cổng chào cực kỳ to như này này. Vài năm nữa thôi, 5 đến 7 năm nữa thôi anh chị không nhận ra cái vùng đất này đâu anh chị ha, phát triển nhanh lắm. Như video trước tôi có chia sẻ với anh chị, ngày trước quy hoạch á 15 năm, 20 năm, 25 năm. Thế bây giờ thì không đâu. Bây giờ nó làm luôn. Không có chờ đợi lâu như vậy nữa anh chị ạ. Làm gì còn thời gian mà chờ lâu như thế nữa. Rồi, hướng này là vào khu nghiệp BKMX Đồng Phú này. Đó, tối hôm nay tôi quay vào luôn. Trời ơi, quá đẹp luôn. Quá cảm xúc luôn anh chị ạ. Đó, tròm cao su ở bên kia nhá, tròm cao su bên kia suối Giạt nhá, là khu công nghiệp BKMX Đồng Phú, tuyến số 2. Đây là cổng chính của nó nhá. Những cô chú anh chị nào có những miếng đất này ven ven này này, sau này làm gì cũng được. Đó, làm gì cũng được anh chị ha. Quán xá, nhà hàng, nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn vân vân. Đủ hết.
người ta đang thi công thì chắc người ta không cho mình vào đâu. Tôi xin phép tôi đứng ở đây cầu cao tôi quay đi. Đó, cái đơn vị thi công người ta đang làm cái móng chân cầu. Cái cầu của tuyến số 2 á với cầu tuyến số 3 và cầu tuyến số 4 y như nhau vì nó là một con suối, tên là suối Giạt. Anh chị ha. Đó, anh chị thấy không? Tuyệt vời không ạ? Đó. Rồi, một lần nữa tôi nhắc lại nhá, cái video này tôi chia sẻ từ cái cuối của cụm công nghiệp Tân Tiến 1, Tân Tiến 2 cũng như là cái trụ sở của chủ đầu tư Thành Phương ấy. Rồi quay ra tuyến số 2 cũng như là vào cổng khu tuyến số 2 để cho anh chị nắm bắt được. Anh chị ha, bây giờ tôi làm thêm một cái video từ cuối tuyến số 2 này chạy ra hướng DT41 để cho anh chị hình dung. Anh chị ha, số điện thoại của tôi là 0918645130. Anh chị ha, anh chị nào quan tâm và muốn đầu tư đất gần gần hoặc nằm giữa các cụm công nghiệp, khu công nghiệp như này thì cứ liên hệ cho mình anh chị ha. Ngoài ra thì anh chị cũng có thể truy cập vào website của cvtland.com để tìm kiếm thêm những sản phẩm phù hợp nhất đối với anh chị, đối với túi tiền cũng như là mục đích sử dụng đất của mình anh chị nhá. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới, những sản phẩm mới từ CVT Land anh chị ha. Một lần nữa xin cảm ơn.